với sự tham gia biểu diễn. Sau 6 tháng phát động, với gần 5.000 tác phẩm dự thi, từ 263 trường học trong tỉnh, 36 tác phẩm xuất sắc nhất của hai lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở được vinh danh tại Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi tỉnh Nghệ An lần thứ 6 năm 2024. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba, 20 giải đề tài cho các họa sĩ nhí. Giải thưởng năm nay có chủ đề tự do, khuyến khích tư duy sáng tạo, khả năng quan sát hồn nhiên và ngộ nghĩnh của tuổi thơ. Trong đó, các em huyện miền núi cũng tham gia tích cực và chất lượng tốt, tạo nên sự đồng đều giữa các vùng miền so với mọi năm. Đặc biệt là cái đặc thù của em dân tộc miền núi thì có nhiều cái đặc sắc trong cái phong tục tập quán. Thì thấy các em vẽ là rất là đa dạng về cái là hình thức. Thì nhà trường cũng có 121 bài tham gia, thì có đến là 19 bài là được treo tại triển lãm. Có những cái bức tranh thể hiện sự hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu vô cùng của trẻ con. Và có những cái bức tranh là nhảy dây này, rồi đi học này của các em miền núi ấy, thì đã tạo cho tôi một cái cảm xúc khi mình nhớ về cái tuổi thơ của mình. Hơn 200 tác phẩm nổi bật đã được ban tổ chức chọn lọc trưng bày giới thiệu tại tầng 1 Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An. Các tác phẩm nối tiếp như những mảnh ghép đa sắc tạo nên bức tranh tổng thể về thế giới tuổi thơ đầy phong phú. Có những bức họa giản dị nhưng đầy ý nghĩa, mang theo hơi thở truyền thống dân tộc. Và cũng có cả những tác phẩm hiện đại, phản ánh sự sáng tạo không giới hạn của các em nhỏ. Không gian ấy không chỉ là nơi tôn vinh tài năng hội họa mà còn là nguồn cảm hứng, chứa đựng những câu chuyện riêng của trẻ thơ, từ niềm vui giản dị đến khát vọng lớn lao. Cháu rất thích chú bộ đội, vì vậy cháu về chú bộ đội hải quân canh giữ biển đảo cho các em học sinh đi học bảo vệ đất nước. Em muốn là mang những cái điều tốt đẹp, mang nắm điều Bác Hồ dạy, lan tỏa đến các cái em thiếu nhí, rồi là mầm non, thế hệ thanh thiếu niên, trau dồi cho mình những cái phẩm chất tốt đẹp để sau này trở thành một công dân có ích cho đất nước. Bên cạnh niềm tự hào khi mang đến những đề tài hay, hành trình đến với cuộc thi còn có cả những câu chuyện đẹp đầy cảm xúc được gửi gắm qua từng nét cọ. Phong tục của người dân tộc Hmong được sinh ra đã có kèm theo cái khen, cái sáo và cái lạ đối với một chàng trai và một con gái. Một khi thổi xong và người chàng trai hiểu ý của người con gái, hai người tâm đầu ý hợp thì có thể về chung một nhà. Và cái đặc biệt ở đây là ông của em từng biết thổi kèn, nhưng mà bây giờ thì ông của em đã không còn nữa. Và em muốn gửi tới là em nhớ ông của em. Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã khép lại với một dư âm thật đẹp và xúc động. Hy vọng các em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những tình cảm giản dị mà sâu sắc ấy để khoảng trời tuổi thơ luôn trong lành, rực rỡ, để những thông điệp ý nghĩa vẫn tiếp tục được vẽ lên, tô điểm cho cuộc sống muôn màu.